Phương nè, dạ. Phương có quan tâm nhiều đến các loại sách dành cho thiếu nhi không? Ừ, có chứ anh Cường. Em rất là thích rèn cho bé nhà mình có sở thích là đọc sách ngay từ nhỏ. Nhưng mà rất là khó để giữ các bé ngồi lâu với sách được lắm đó nha anh Cường. Dạ, và nếu như phụ huynh nào cũng có mối bận tâm giống như cô bạn dẫn của Cường đây á, thì nhất định phải xem phóng sự ngay sau đây để biết về bộ sách đa tương tác độc đáo vừa được ra mắt nha. Chắc chắn là rất thú vị đó ạ. Tất cả những gì mà các con học được, các con tiếp xúc được đều thông qua các giác quan. Và đây cũng chính là cửa ngõ để mà các con có thể phát triển những cái năng lực liên quan đến nhận thức, vận động, cảm xúc và ngôn ngữ. Do đó là những dòng sách tương tác họ đã tận dụng được những cái đặc điểm này và họ đã làm cho những cái trang sách nó trở nên sống động hơn bằng cách là họ sẽ tạo ra những cái trò chơi để mà trẻ em có thể tương tác và làm việc với lại quyển sách đó, chơi với quyển sách đó. Từ đó giúp cho trẻ nuôi dưỡng cái niềm đam mê đối với cái quyển sách đó. Và hơn hết đó là nuôi dưỡng niềm đam mê với việc đọc sách. Và cũng là nhờ đó để mà giảm đi cái thời lượng mà các con dùng những cái thiết bị điện tử ngày nay. Trẻ em thì rất là thích nhìn những cái hình ảnh nào mà có những cái đường nét mà nó có góc tròn nè, những cái hình ảnh mà nó chuyển động nè, và những cái hình ảnh mà nó lại phát ra những cái ánh sáng nữa. Khi mà trẻ lật mở và trẻ di chuyển những cái ô cửa sổ thì cái sự chuyển động đó nó cũng làm cho trẻ gây sự chú ý. Khi mà trẻ lật mở, khi mà trẻ ấn nút, khi mà trẻ xoay vào một cái hình nào đó thì cũng là lúc mà trẻ sẽ di chuyển và điều khiển các cơ khớp ngón tay của mình. Thì đó là những cái cơ hội rất là tốt để cho trẻ phát triển vận động tinh. Hay là đứa trẻ thì nó rất là thích những cái âm thanh xung quanh phát ra, bởi vì trẻ rất là nhạy với lại âm thanh. Do đó đối với cái quyển sách mà khi mà trẻ nhìn bên trang này có một hình ảnh con mèo đi, thì bên này nó lại có một cái nút có hình con mèo, và khi mà trẻ ấn vào thì lại nghe một cái tiếng là meo meo. Và những cái âm thanh đó nó đã vô tình nó kích thích và nó làm cho đứa trẻ nó rất là tò mò. Và trẻ sẽ được người lớn gọi là con mèo và cũng sẽ bắt chước theo bằng cái ngôn ngữ có lời. Như vậy là âm thanh, hình ảnh và ngôn ngữ nó sẽ kết hợp với nhau và nó phát triển cái trí nhớ làm việc của đứa trẻ. Và trí nhớ làm việc đó là một cái tiền đề rất là quan trọng để cho đứa trẻ sau này nó có một cái cơ hội học tập, phát triển trí nhớ và cái sự lập luận của mình nó rất là cần thiết đối với bất kỳ một sự học tập nào của con người chúng ta nói chung. Và như vậy là trẻ sẵn sàng khám phá đến 30 cái nút tương ứng với 30 con vật. Và trẻ sẽ tự tạo cho mình rất là nhiều những cái trò chơi thông qua những cái trang sách đó. Trẻ em rất là thích cái cảm giác sờ chạm trên các bề mặt. Do đó khi mà trẻ sờ vào một cái trang sách, một trang sách mà giới thiệu là lá cẩm nhung là như thế nào, bản thân tôi cũng không biết cái lá cẩm nhung nó như thế nào nữa. Nhưng khi mà có một cái hình ảnh mô phỏng lá cẩm nhung với những cái đường gân, với những cái sự gồ ghề và cái bề mặt nhung mịn của nó, thì đứa trẻ nó cũng sẽ được sờ chạm vào, nó cũng sẽ được kích thích và thỏa mãn cái sự tò mò của trẻ. Và mình sẽ thấy là khi mà trẻ được tiếp xúc với đa dạng các hình thức như vậy, thông qua các giác quan như vậy đó, thì trẻ cũng sẽ học cái cách để tự thiết kế cho mình những cái hình thức trò chơi sáng tạo. Trẻ cũng có thể bắt chước những trò chơi đó và sẽ tự tạo cho mình những cái trò chơi riêng.